À, chào các bạn. Gần đây mình được một cái anh phóng viên ở bên đài truyền hình Bình Dương, anh hỏi mình là cái độ tuổi lý tưởng nào để chúng ta ra khởi nghiệp. Vậy thì mình có cái chia sẻ nó như vậy. Thì thật sự ở Việt Nam của chúng ta, mọi người hay quan niệm cái độ tuổi mà ra khởi nghiệp nó nằm bắt đầu từ 28, 29, 30. Họ nói rằng là đi học ra làm vài năm rồi mới ra khởi nghiệp. Tuy nhiên, theo một cái nghiên cứu thì ở các nước như Israel này, Singapore này, những quốc gia mà nó nổi tiếng và gọi là quốc gia khởi nghiệp thì cái độ tuổi vàng để ra khởi nghiệp đó là độ tuổi từ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ok chưa? Cái đó là độ tuổi vàng. Và ở họ cái độ tuổi vàng nó ra khởi nghiệp nó chiếm rất là đông. Và cái độ tuổi đó nữa ít lắm, hiếm lắm. Thì ở Việt Nam chúng ta nó ngược lại, những năm qua nó vận hành theo cái ngược lại nó như vậy á. Độ tuổi đó thì chúng ta lo, chúng ta đi làm công, chúng ta sợ rằng chúng ta không đủ kinh nghiệm, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chưa có tiền. Ok chưa? Nên độ tuổi đó chúng ta không có chịu ra khởi nghiệp. Và chúng ta chờ tới 27, 28, 29, 30 rồi, cái độ tuổi chúng ta lớn rồi thì cái độ máu, cái độ nhút nhát, cái độ mà khát khao ổn định, hoặc là thậm chí chúng ta có gia đình rồi, nó làm cho chúng ta kìm cái chân chúng ta lại. Tuy nhiên đó là lý do vì sao mà ở Việt Nam chúng ta cái mức độ khởi nghiệp nó không có thành công nhiều, hoặc là họ cứ học hoài rồi mà họ không dám ra khởi nghiệp, bởi vì cái độ tuổi chín mùi nó không rớt vào ở cái giai đoạn đó, mà nó rớt vào ở cái giai đoạn trước. Cái giai đoạn chúng ta bắt đầu là 18, 19, 20 tuổi, cái chuyện gì xảy ra khi các bạn bắt đầu từ 18, 19, 20 tuổi, 21 tuổi thì các bạn có thời gian để các bạn luyện. Cái tuổi trẻ mà cái chi phí cuộc sống nó rất là ít, đó là cái thời điểm mà chúng ta rất là thích hợp để chúng ta ra khởi nghiệp. Các bạn nên, tại sao mà nói cái từ chi phí cuộc sống ít? Cái đứa mà 18, 20, 21 tuổi cái chi phí cuộc sống nó ít lắm. Tại vì sao? Nó thức dậy nó chỉ có ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, nó chả có chi phí gì. Nhưng mà các bạn đâu, cái bạn mà khoảng 25 tuổi thì cái chi phí cuộc sống nó đã lớn hơn rồi. Tại sao? Ngoài cá nhân nó còn bồ bịch của nó đó. Nó phải có tiền nó lo cho bồ bịch của nó nữa. Nó còn phải sắm sửa đồ đạc nhiều hơn. 25 tuổi cần phải có xe, ít lắm cái xe máy, phải có tiền mua được cái xe máy, thậm chí là có xe con, rồi cần phải có nhu cầu ở không ăn bám của bố mẹ nữa. Lên 30 tuổi thì chúng ta có vợ rồi, lại gì có con nữa. 40 tuổi thì bắt đầu cơ thể chúng ta nó lớn rồi, chúng ta cần phải có những cái dịch vụ cho sức khỏe chúng ta. 50 tuổi thì bố mẹ của chúng ta bắt đầu lớn tuổi, bắt đầu bệnh rồi. Chúng ta, các bạn thấy không, càng lớn tuổi chi phí cuộc sống nó rất là lớn, nên càng lớn tuổi chúng ta càng khó ra khởi nghiệp. Càng trẻ tuổi càng nhỏ, các bạn chúng ta điều này chưa, cái chi phí cuộc sống chúng ta nó rất là ít, và chúng ta ít bán lắm, nên chúng ta ra khởi nghiệp 18, 19, 20, 23 tuổi mà các bạn ra khởi nghiệp, các bạn có thất bại đi nữa thì các bạn học được rất là nhiều kinh nghiệm để các bạn rút kinh nghiệm 23, 24, 25 tuổi thì các bạn như thế nào các bạn rất là nhỏ ra đến 28, 29, 30 là cái độ tuổi chín mùi để các bạn rất là thành công về mặt tài chính, thành công về mặt công ty, thành công về mối quan hệ luôn. Ok chưa? Đó là cái độ tuổi vàng. Các bạn thấy là một bạn mà 20 tuổi mà họ ra khởi nghiệp với một người 30 tuổi ra khởi nghiệp, bạn nghĩ người nào có lợi thế hơn? Cái bạn 30 tuổi 10 năm sau họ trở thành gì? Họ trở thành 40 tuổi và họ trở thành gì? Mình hay nói họ trở thành ông già. Còn cái bạn 20 tuổi mà họ ra khởi nghiệp thì 10 năm sau thì họ 30 tuổi, họ 30 tuổi họ trở thành gì? Họ trở thành cao già. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó càng trẻ nó va vấp sớm thì nó trở thành cao già sớm, còn chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta mới va vấp thì chúng ta trở thành gì chúng ta trở thành ông già thôi, chứ nó chúng ta không thể trở thành cao già được. Và mình luôn nói với các bạn nè, để chúng ta thành công trong khởi nghiệp và trong kinh doanh đó là cái sự uyển chuyển, đó là cái sự năng động, cái sự lèo lái, cái sự xử lý vấn đề nó rất là quan trọng, và các bạn cần có cái thời gian và độ tuổi để bạn thực hành cái việc đó. Nó là cái sự trẻ tuổi là khả năng thách thức của họ rất là lớn, họ chấp nhận rủi ro cao, họ sẵn sàng sáng tạo nhiều hơn, nhiệt huyết của họ nhiều hơn, sức khỏe của họ nhiều hơn, cái khả năng sáng tạo của họ nhiều hơn, khả năng học hỏi của họ nhiều hơn thì các bạn sẽ dễ thành công hơn. Nên mình khuyên các bạn 15, 16 thậm chí đã bắt đầu có idea khởi nghiệp rồi, 17, 18 đã bắt đầu nhơ nhe kinh doanh một cái gì đó rồi, 19, 20, 21, 22 tuổi các bạn sẽ đi trên một cái con đường đại lộ rất rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hãy ra khởi nghiệp càng sớm càng tốt. Nếu các bạn có em út mình, các bạn có người thân mình, hãy huấn luyện họ theo cái cách đó. Mình cũng huấn luyện em mình theo cái đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.